Ok, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của đồng hồ Hải Triều. Và cũng khá là lâu rồi mình chưa review lại một chiếc đồng hồ G-Shock nào. Và đối với những mẫu mà G-Shock hiện đang có ở showroom của đồng hồ Hải Triều thì mình cũng đã review gần hết rồi. Và để các bạn có thể xem lại những video mình đã review về những dòng đồng hồ G-Shock này thì các bạn có thể truy cập là lên trang YouTube của đồng hồ Hải Triều vào một playlist để xem lại những mẫu G-Shock mà mình đã từng review. Và các bạn đừng quên bấm nút chuông và nút subscribe để cập nhật thêm nhiều bài viết hay khác cũng như là ủng hộ kênh YouTube của chúng mình nha. Và chiếc đồng hồ trên tay của mình ngày hôm nay là tuy không có gì mới mẻ quá, có thể là nhiều bạn sẽ biết rồi. Tuy nhiên, mình sẽ bổ sung chiếc đồng hồ này vào bộ sưu tập review những mẫu đồng hồ G-Shock G-Steel của đồng hồ Hải Triều. Và trên tay mình đây là mẫu G-Steel có mã là GST210, một trong những mẫu G-Shock khá là đẹp trong dòng G-Steel mà các bạn cùng nhau khám phá. Và để các bạn có thể truy cập được thông tin về mức giá bán của chiếc đồng hồ này cũng như là xem thêm về nhiều mẫu đồng hồ khác thì các bạn có thể truy cập đường link phía dưới video. Rồi, và bây giờ mình sẽ tiến hành review về thông tin của mẫu đồng hồ G-Shock GST210M này nhé. Rồi, phía trước thì các bạn sẽ có một chiếc đồng hồ với kích thước mặt của nó, chiều cao phía trên sẽ nằm ở khoảng là 59.1mm và bề ngang của nó sẽ là 52.4mm. Độ dày của mẫu đồng hồ này sẽ rơi vào khoảng là 16.1mm. Với tổng trọng lượng của nó rơi vào khoảng gần 200g, chính xác là con số 195g thì chiếc đồng hồ này cũng khá là đầm tay. Tuy nhiên nếu mà các bạn lựa chọn mẫu đồng hồ này mà phiên bản dây kim loại thì nó sẽ đầm và nó cứng cáp, nó chắc hơn. Tuy nhiên thì mình vẫn thích cái phần dây cao su hơn bởi vì đeo nó sẽ ôm tay hơn, gọn gàng hơn và nhìn có phần nó cá tính hơn. Phần vỏ của chiếc đồng hồ này được làm bằng thép không rỉ và thiết kế của mẫu G-Steel này cũng tương tự như là những mẫu G-Steel khác, là thiết kế 3 layer, 3 lớp. Lớp thứ nhất thì các bạn sẽ có một cái viền benzen bằng thép ở đây và cái viền có chữ G-Shock này cũng như là họ khắc những cái thông tin, những cái nút bấm là cái viền này. Và họ sẽ cố định cái viền này bằng 4 con ốc ở 4 góc như thế này, phía ở giữa. Và phía sau đó ở giữa các bạn sẽ có một cái lớp nhựa ở đây, một cái viền màu đen nhựa ở đây. Đó, thì cái phần nhựa này nó có tác dụng là nó sẽ hạn chế và nó giảm cái va đập mà khi chúng ta làm chiếc đồng hồ này va chạm rơi rớt. Và tiếp tục phía dưới nữa các bạn sẽ khó thêm một cái lớp kim loại bằng thép nữa để kẹp cái này lại để đảm bảo sự chắc chắn của chiếc đồng hồ này. Thường thì cái điểm mà thích nhất trên những mẫu G-Steel mà mình thích nhất là đến từ phần nắp lưng này. Nắp lưng này được thiết kế ở dạng phẳng và làm phay xước khá là đẹp. Nó mình như thế này các bạn sẽ thấy những hiệu ứng sáng. Cái nắp này được làm phẳng, nhìn nó cứng cáp lắm, nhìn nó rất là dày. So với những cái nắp của những mẫu G-Shock khác thì nó hơi bầu bầu thì mình vẫn thích cái nắp làm phẳng như thế này hơn. Đó, nhìn nó khua hơn, ngầu hơn. Như chiếc đồng hồ G-Shock mà mình đang trên tay thì cái phiên bản này, cái phần vỏ nó được mạ một cái lớp là màu đen và mạ này là lớp mạ ion, cho nên các bạn cũng sẽ đảm bảo là cái thời gian mà sử dụng cái lớp xi mạ này cũng khá là bền, ngoại trừ mà chúng ta bị trầy xước quá tay thôi, nó mới bung cái màu ra thôi. Còn trong điều kiện sử dụng giữ gìn bình thường thì cái lớp mạ ion màu đen này cũng khá là bền. Đó, đây là phần dây. Phần dây của chiếc đồng hồ này mình thấy cũng khá là hay. Nó làm giống như cái vân gỗ vậy các bạn, nó màu nâu nâu, đỏ đỏ và trên này nó có mấy cái đường thẳng gạch đều gạch y như là cái vân gỗ cao cấp trên những cái chiếc xe siêu sang vậy đó. Mình thì cảm giác như vậy thôi, còn nhiều bạn sẽ cảm giác như là cái màu này là cái màu gì đó nó khác tùy theo sở thích các bạn. Rồi, về nút bấm trên mẫu đồng hồ này thì các bạn sẽ được trang bị 4 nút bấm cơ bản ở dọc hai bên cạnh của chiếc đồng hồ này. Ở trên sẽ là nút điều chỉnh nè, nút chuyển chế độ, bên phải là nút đèn và nút search tìm kiếm trên chiếc đồng hồ này. Sợ tìm kiếm thì thực ra cái nút này để bấm cho những cái chế độ chúng ta tìm bình thường thôi. Về thiết kế mặt màn hình bên trong của chiếc đồng hồ này mình đánh giá khá là cao, nhìn nó rất là hầm hố, 3D hơn, ngầu và đẹp hơn. Đầu tiên, cái ấn tượng đầu tiên mà khi mình nhìn vào cái mẫu là GST210 này á là chính là cái ô đĩa xoay ở vị trí góc 5 giờ và 4 giờ đây đây. Các bạn sẽ có một cái đĩa xoay và nó sẽ có một cái gạch màu đỏ. Cái gạch này nó sẽ chỉ ra cái dòng bên ngoài là cái chức năng hiện tại của chiếc đồng hồ này chúng ta đang xem ở chế độ nào. Và khi mình bấm cái nút mode này nè, đó, cái đĩa này sẽ và khi mình bấm cái nút mode này thì cái đĩa này nó sẽ xoay, cái vạch màu đỏ sẽ chỉ vào những tên mà chức năng mà mình đang sử dụng, timer nè, alarm nè, hoặc mình bấm là time vào chế độ là xem giờ bình thường, time keeping. Chiếc đồng hồ này là sự kết hợp giữa digital và analog. Các bạn sẽ có 3 màn hình hiển thị
điện tử ở trên chiếc đồng hồ này, phía trên lúc 12 giờ một cái hình nó sẽ cho các bạn biết là cái này mình đang là gì đó, à là thời gian của giờ điện tử chính xác luôn, từng phút từng giây từng số. Rồi ở phía dưới này sẽ là một ô cho các bạn biết là hôm nay là thứ bao nhiêu, và ba cái ô điện tử này nó sẽ kết hợp với nhau hỗ trợ chúng ta là bấm cái các chức năng thể thao chiếc đồng hồ này. Lúc đèn mình sẽ che tài lại các bạn cùng xem. Nó hơi sáng. Đèn thì nó sẽ có một cái đèn ở dưới này nó bắn lên toàn bộ màn hình. Và các bạn sẽ có kim giờ và kim phút đều có dạo quang bên trong. Và nếu các bạn nãy giờ xem để ý kỹ tại sao một cái giờ điện tử nó không có đồng bộ với giờ mà đồng hồ kim, thì mình xin nói cái điều này và nhiều bạn chắc chắn cũng khá thắc mắc. Đó chính là kim giờ và đồng hồ điện tử, chiếc đồng hồ này hoàn toàn nó không đồng bộ với nhau được. Chúng ta phải chỉnh tay. Đó. Nếu mà nó đồng bộ với nhau được á, thì khi các bạn chỉnh giờ điện tử bao nhiêu thì kim này nó sai bao nhiêu, nó đồng bộ theo. Tuy nhiên chiếc đồng hồ này không có hiển thị mà như vậy, nó không đồng bộ được. Tuy nhiên mình nghĩ đây không phải là cái lỗi cũng như là cái điểm mà Casio họ thiếu sót không trang bị chiếc đồng hồ này. Nếu mà các bạn để ý kỹ hơn thì đây là một cái tính năng khá là hay. Nó giúp các bạn theo dõi được hai múi giờ khác nhau trên chiếc đồng hồ này luôn. Thứ nhất, các bạn có thể gán cái giờ điện tử này là giờ một quốc gia khác. Thứ hai là do nó không đồng bộ được với kim, cho nên kim này các bạn có thể set up cho nó chạy giờ ở một quốc gia khác luôn. Đó, cùng là một chế độ time keeping mode, là chế độ xem giờ thông thường, nhưng mà các bạn có thể xem được hai múi giờ khác nhau. À, mình nghĩ đây là tính năng nha, đây là có chủ ý chứ không phải là một cái lỗi hay là sự thiếu sót của Casio đâu. Tấm kính được trang bị của chiếc đồng hồ này là một tấm kính khoáng, và chiếc đồng hồ này vẫn có khả năng chống sốc và chống nước ở độ sâu là 200m. Về tính năng của chiếc đồng hồ này thì mình sẽ lướt sơ qua. Thì đầu tiên các bạn sẽ có là chế độ xem giờ thế giới. Dưới này là tên của các thành phố nè. Chế độ bấm giờ, stopwatch. Chế độ đếm ngược, timer. Báo thức với 5 chế độ cũng như là các bạn sẽ set up chắc giờ lên chiếc đồng hồ này. Đó, đó là những tính năng cơ bản trên mẫu đồng hồ này luôn. Hầu như là mẫu đồng hồ này cũng không có những tính năng nào mà gọi là nổi trội, nâng cao quá. Vừa đủ xài, vừa đủ tầm, ăn tiền là ở thiết kế đẹp trai. Ok, và đó là thông tin sơ qua về mẫu đồng hồ G-Shock G-Tail ZT210M này. Các bạn nghĩ sao về chiếc đồng hồ này? Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc, muốn đóng góp ý kiến trong video sắp tới thì các bạn cũng đừng ngại, hãy để lại ngay bình luận phía dưới video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.